6, nhiều xe công vụ và cán bộ công an cùng nhiều người mặc thường phục xuất hiện tại khu vực nhà riêng của ông Trung Ngọc Anh, cựu chủ tịch thành phố Hà Nội, ở một khu biệt thự trên đường Hàm Nghi, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, tại các lối dẫn vào khu biệt thự, lực lượng chức năng và bảo vệ đứng chốt, chỉ những người dân sinh sống trong khu biệt thự mới được vào bên trong. Chiều cùng ngày, tại trụ sở Hội đồng Nhân dân Hà Nội, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội tiến hành kỳ họp chuyên đề thực hiện việc lấy ý kiến của các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố về việc bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đối với ông Trung Ngọc Anh. Vào trưa nay, sau khi ông Nguyễn Thanh Long bị bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội và phê chuẩn cách chức bộ trưởng, phóng viên Tuổi Trẻ Online cũng ghi nhận hai ô tô biển xanh xuất hiện tại khu nhà riêng của ông Long trong khu biệt thự trên đường Hoàng Hoa Thám, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình. Sau khoảng gần 3 giờ làm việc, xe chở ông Long rời khỏi nơi cư trú,